Kẻ sát nhân ám ảnh nhất Nhật Bản mang tật tè dầm không thể chữa khỏi và chứng ái tử thi bệnh hoạn sau mỗi lần gây tội ác. Cho tới tận bây giờ, khi nhắc đến cái tên Genzo Kurita, thì người dân Nhật Bản vẫn không khỏi kinh tởm trước những tội ác mà hắn gây ra. Genzo Kurita là một kẻ sát nhân hàng loạt. Hắn được xem là một trong những kẻ giết người ái thi tiêu biểu mà lịch sử tư pháp Nhật Bản từng ghi nhận. Genzo Kurita có hành vi quan hệ với thi thể của nạn nhân không chỉ một lần. Sự bệnh hoạn của tên giết người điên loạn này bắt đầu bởi chính những cay đắng mà hắn đã nếm trải khi bị xã hội vùi dập ngay từ lúc nhỏ. Genzo Kurita sinh ngày 3 tháng 11 năm 1926 ở quận Bogachi, Akita, Nhật Bản. Hắn là con thứ 3 trong gia đình có đến 12 người con. Cuộc sống của gia đình hắn cũng giống như bao gia đình khác tại Nhật Bản, khó khăn, nghèo đói bủa vây. Cha mẹ Kurita làm nghề đánh cá trên sông đã lâu năm, tuy không có cuộc sống dư giả, nhưng chí ít lúc này hắn cũng có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa. Thế rồi biến cố xảy đến. Vào một ngày nọ, người cha bỗng nhiên đổ bệnh qua đời. Lúc này, bà mẹ phải gồng gánh nuôi 12 đứa con. Cuộc sống vốn đã khó khăn, bây giờ lại càng trở nên khắc nghiệt hơn với gia đình Genzo Kurita. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Kurita cũng như các anh em của hắn không hề được chăm sóc chu đáo. Kurita có tật hay đái dầm từ bé, đến tuổi đi học, hắn cũng không hết được tật này. Vì vậy mà luôn bị bạn bè xa lánh xua đuổi vì cơ thể luôn bốc mùi nước tiểu. Chính vì vậy mà Genzo Kurita không có lấy một người bạn nào. Tất cả mọi người đều trêu chọc, ghét bỏ hắn, khiến hắn trở nên lầm lì ít nói. Cũng chính vì không chịu nổi những trò trêu chọc của bạn bè, Kurita bỏ học năm lớp 3 và đi làm công cho một nhà nông dân nọ. Thế nhưng, hắn cũng đã sớm bị đuổi bởi vì tật đái dầm của mình. Căn bệnh quái ác ám ảnh Genzo Kurita năm này qua tháng nọ. Trong thời niên thiếu, hắn phải đổi chỗ làm khoảng 10 lần mỗi năm. Cứ làm việc được một thời gian rồi lại bị chủ đuổi đi. Thế nhưng, Kurita vẫn xoay sở để sống được. Đến năm 1945, Kurita được 19 tuổi và quân đội Nhật tuyển hắn vào quân đoàn ngũ binh số 31. Hai tháng sau khi nhập ngũ, Kurita tiếp tục bị đuổi vì tội đè dầm. Có lẽ nhờ vậy mà hắn đã không chết trong Thế chiến thứ hai. Để rồi sau này hắn trở thành một con ác quỷ thực sự. Khởi đầu của chuỗi giết người hàng loạt. Sau khi chiến tranh thế giới qua đi, Genzo Kurita lúc này vẫn bị mọi người kỳ thị, xa lánh. Hắn không còn cách nào khác là đi làm thợ mỏ trong mỏ than ở Hokkaido, một công việc vô cùng nguy hiểm. Kể cả như vậy, Kurita vẫn bị đồng nghiệp chê cười và bắt nạt. Hắn không hề có bạn bè hay bất cứ ai giúp đỡ. Tuy vậy, cuộc sống khắc nghiệt trong hầm mỏ đã thay đổi bản tính của Genzo Kurita. Hắn đã trở nên cục cằn và hung dữ hơn. Hắn sẽ gây sự và hành hung bất cứ ai cười nhạo hắn, khiến cho rất nhiều đồng nghiệp sợ hãi khi phải đối mặt với hắn. Vào tháng 8 năm 1946, hắn lấy chục gạo của một người nông dân gần mỏ than và đem đi bán để lấy tiền tiêu. Tuy nhiên, sau đó, hắn đã bị bắt giữ và nhận một bức án 1 năm 6 tháng tù giam. Kể từ đây, hắn sa vào con đường tội lỗi, cuộc sống trượt dài không lối thoát. Sau khi ra tù, Kurita chuyển sang công việc bán gạo. Vào thời điểm đó, lương thực rất thiếu thốn, nhất là gạo, nên đây là mặt hàng rất đắt giá. Hắn đã gia nhập công ty bán gạo Yami với vai trò là một người trung gian môi giới. Và cũng tại đây, Kurita đã có mối tình tay ba đầy gay cấn. Lúc này, Kurita có mối quan hệ với hai người phụ nữ cùng lúc ở tỉnh Shizuoka. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà trò bắt cá hai tay của hắn bị phát hiện. Kurita liền giết chết cả hai người để bịt đầu mối. Và kể từ đây, lịch sử tội phạm Nhật Bản đã thêm vào danh sách một tên giết người hàng loạt với chứng ái thi ghê tởm. Sau khi sát hại thành công hai mạng người mà không bị phát hiện, Kurita trở nên táo tận hơn. Ngày 8 tháng 8 năm 1948, hắn di chuyển sang tỉnh Tochigi để kiếm cơm bằng việc ăn trộm. Khi màn đêm buông xuống, sau khi uống rượu với chiến lợi phẩm thu được từ việc trộm cắp, hắn tìm kiếm nhà dân để xin ngủ nhờ. Nhìn vào cửa sổ của một ngôi nhà vẫn sáng đèn, hắn thấy một người mẹ trẻ 24 tuổi đang cho con nhỏ vài tháng tuổi đi ngủ. Máu thú tính nổi lên, Kurita tìm cách đột nhập vào ngôi nhà thì bị người mẹ trẻ phát hiện. Cô hét lên kêu cứu, nhưng nhanh chóng bị Kurita khống chế. Hắn ghì chặt cô xuống giường, siết cổ nạn nhân đến chết, rồi sau đó thực hiện hành vi quan hệ với xác chết ngay bên cạnh đứa con chỉ vài tháng tuổi. Kurita đã vượt qua giới hạn và trở thành kẻ giết chóc điên cuồng. Quân quỷ vùng Kanto và địa danh Osen Kurogashi. Vào đêm ngày 11 tháng 10 năm 1948, hắn lại di chuyển đến tỉnh Chiba để trộm cắp. Tại đây, hắn phát hiện một người phụ nữ 29 tuổi và 4 đứa con đang loay hoay tại trạm rừng gần đường ray xe lửa quốc gia Nhật Bản. Tận dụng thời cơ, Kurita đóng vai là một người tốt đề nghị giúp đỡ người phụ nữ. "Tôi sẽ đưa cô và bọn trẻ về nhà," hắn nói. Trên đường đi có một con đường dọc theo những vách đá dựng đứng. Vào thời điểm đó là khoảng 1 giờ đêm. Trời tối đen như mực và không một bóng người.
Kurita lúc này mới để lộ ra tâm. Hắn yêu cầu quan hệ tình dục với người mẹ, nếu không bọn nhỏ sẽ bị giết chết. Người mẹ chống cự quyết liệt, nhưng cơ thể nhỏ bé của cô không thể chống lại được tên Euro xanh bệnh hoạn. Sau khi thỏa mãn cơn thú tính và giết chết người mẹ, hắn lạnh lùng ném thi thể người phụ nữ và bốn đứa nhỏ xuống vách đá gần đó. Hắn còn cẩn thận xuống dưới kiểm tra thì phát hiện ba đứa trẻ chết ngay tại chỗ. Một đứa trẻ là con gái lớn nhất của nạn nhân bị thương nặng nhưng hắn không phát hiện ra. Cô bé may mắn được người dân gần đó tìm thấy và thoát chết. Mỏm đá nơi Kurita gây án về sau được gọi là Ocean Kurugashi, nghĩa là nơi đây tội ác đã từng xảy ra. Tất cả những vụ án Kurita gây ra đều không để lại dấu vết và không có nhân chứng, cho đến khi hắn lại phạm tội ác vào ngày 13 tháng 1 năm 1952. Genzo Kurita đột nhập vào một ngôi nhà nơi một bà nội trợ 63 tuổi đang sống với đứa cháu 24 tuổi. Kurita giết cả hai người, sau đó tiếp tục hành vi giao cấu với xác chết của người cháu xấu số. Trong lần gây án này, Kurita để sót lại dấu vân tay, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và bắt được hắn ngay sau đó, trước khi hắn kịp gây thêm tội ác nào khác. Dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, Kurita đã khai nhận thêm hai vụ giết người khác với hành vi dã man và tàn động. Kurita bị tòa kết án tử hình vào tháng 12 năm 1953. Tuy nhiên, hắn cố tình tỏ ra là mắc bệnh tâm lý, dựa vào đó để xin kháng cáo, kéo dài vụ xét xử. Trong thời gian bị giam, Kurita đã viết một quyển sách có tên Ký sự chuộc tội. Như mọi tên giết người bệnh hoạn khác ở Nhật, Kurita cũng đòi xuất bản sách và bán kiếm tiền. Tuy nhiên, chính quyền đã từ chối vì quyển sách ghi lại toàn những thứ ghê tởm. Trong đó, Kurita viết rằng lúc còn bé, một ông già bí ẩn đã đến và nói với hắn rằng khi ngủ với phụ nữ sẽ rất sung sướng khi mi có thể trói chặt và đánh đập cô ta. Có lẽ chính vì lý do này mà khi lớn lên hắn đã trở thành một tên giết người bệnh hoạn và biến thái. Kurita cũng trở thành nỗi ám ảnh của trại giam khi hắn liên tục chửi bới, tìm cách hành hung gây sự với những người giám thị trại giam. Hắn liên tục gọi người đến giúp mình vì chứng tè dầm không chữa được. Hung hăng là vậy, nhưng vào năm 1954, Kurita bắt đầu kêu rên về thể trạng suy giảm và hắn tìm cách tự làm hại bản thân bằng cách đập vỡ kính. Tên sát nhân này đã có dấu hiệu của chứng loạn thần kinh do bị giam giữ. Vào ngày 21 tháng 10 năm 1954, Kurita đột ngột rút đơn kháng cáo và muốn bị tử hình. Hắn nói rằng muốn được giải thoát càng nhanh càng tốt. Vào ngày 14 tháng 10 năm 1959, hắn bị treo cổ, khép lại một chuỗi các vụ án kinh hoàng của Nhật vào thời điểm đó. Trước khi chết, hắn trở nên yếu đuối, nhút nhát và không còn vẻ ngoài hung dữ thường thấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa xem xong video về kẻ sát nhân bệnh hoạn nhất Nhật Bản. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy like và đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều vụ án ly kỳ và hấp dẫn hơn nữa.